Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau hơn một ngày làm việc, anh Thạch trở về nhà lúc 4 giờ chiều. Vừa mở cửa sau vào nhà, anh Thạch bị choáng bởi mùi hôi nồng nặc bốc lên. Ban đầu anh nghĩ là chuột hay mèo toi mạng, anh vội tìm kiếm khắp nhà và sau một hồi loay hoay tìm kiếm, anh định vị mùi hôi bốc ra từ căn phòng của em trai tên Đỗ Minh Thành. Bước vào phòng Thành, mùi hôi bốc lên nồng nặc dữ dội hơn. Khi soi đèn dưới gầm giường, anh Thạch nhìn thấy có một vật lạ được phủ kín bằng chiếc mền. Khom người xuống lấy tay kéo chiếc mền, anh Thạch điếng người khi thấy một người đã bị đốt cháy đen. Tay chân bồn rồn, anh Thạch không đi nổi mà phải lết ra ngoài để cầu cứu. Nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Mỹ Tho nhanh chóng điều tra truy bắt hung thủ. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định nạn nhân là nữ bị mất mạng do tác động ngoại lực. Sau khi ra tay tàn độc với nạn nhân, thủ phạm đã châm lửa thiêu cháy nạn nhân ngay tại phòng khách của căn nhà, rồi mang bỏ vào gầm giường trong phòng của Đỗ Minh Thành. Cơ quan điều tra nhận định Thành là nghi can số 1 của vụ án. Cũng không loại trừ hung thủ là kẻ khác chơi trò ném đá giấu tay rồi đổ tội cho Thành. Một ngày sau khi vụ án được phát hiện, một gia đình liên lạc với cảnh sát báo tin con gái mình tên Võ Thị Hồng Tú, sinh năm 1983, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đã mất tích vào ngày 31 tháng 1 năm 2006. Theo thông tin từ gia đình cung cấp, thì cô gái Tú hành nghề bán vé số dạo trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Mỗi ngày Tú chạy xe máy từ nhà đến thành phố, gửi xe tại nhà người bà con tại phường 8 rồi đi bán vé số dạo, đến cuối ngày mới trở lại lấy xe chạy về nhà. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 1, cô đi bán vé số nhưng không về và cũng không liên lạc gì với gia đình. Ngày Tết mà Phượng biến mất không có tin tức nên gia đình lo lắng xem truyền hình, biết có một vụ án mạng mà nạn nhân là nữ nên chột dạ. Khi đến nhận dạng, do thi hài nạn nhân bị thiêu cháy không thể nhận dạng ra khuôn mặt, nhưng qua chiếc nón và chiếc túi quen thuộc, những người trong gia đình òa khóc, xác định những vật dụng này chính là của con gái mình. Để tránh nhầm lẫn, cơ quan điều tra đã tiến hành giám định ADN để có cơ sở khoa học xác định chính xác. Kết quả kết luận đây chính là Võ Thị Hồng Tú. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, dù hành nghề bán vé số dạo nhưng do có ngoại hình dễ nhìn, ăn nói có duyên nên việc bán vé số của Tú rất thuận lợi. Cô dành dụm mua được dây chuyền, bông tai, điện thoại di động và trong túi đựng vé số cũng có khá nhiều tiền. Qua điều tra thì xác định nạn nhân không có mâu thuẫn với ai, dù là về tình ái, tiền bạc. Cơ quan điều tra xác định giữa Võ Thị Hồng Tú và gia đình Đỗ Minh Thành không có mối quan hệ gì. Tại sao thi hài của nạn nhân lại nằm trong phòng ngủ của Thành? Như vậy đối tượng tình nghi chính là Đỗ Minh Thành và những người cư trú trong ngôi nhà này. Hơn nữa, khi gia đình nạn nhân đến nhận diện thì số nữ trang cô gái đeo và số tiền mang theo đều không cánh mà bay. Như vậy, có đủ cơ sở để xác định đây là một vụ án mạng, cướp tài sản, định phi tang. Cảnh sát tập trung hướng điều tra chính vào Đỗ Minh Thành. Qua kết quả xác minh, công an được biết nghi phạm có hoàn cảnh gia đình hết sức đáng thương. Cha mẹ ly hôn từ lúc Thành 3 tuổi đầu, cả hai đều bỏ con đi lập gia đình mới và hai đứa cháu được bà ngoại đùm bọc. Thương cháu thiếu cha mẹ, nên dù tuổi đã cao, bà lão vẫn cố gắng tần tảo buôn bán, nuôi cháu học xong lớp 12. Mọi người xung quanh cho biết Thành vốn hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Thành vốn bị tật một mắt, người lại nhỏ thó, ốm yếu. Để gây ra một vụ án lấy mạng người, thiêu cháy nạn nhân cũng khó. Tuy nhiên cảnh sát xác định vẫn có khả năng Thành là hung thủ. Lục lại tàng thư lưu trữ, điều tra viên được biết nghi phạm từng có hành vi trộm cắp xe đạp. Nhưng xét thấy hoàn cảnh nghèo khó, đối tượng trộm cắp để có tiền mua thuốc cho bà ngoại ốm. Vi phạm lần đầu nên mọi người trong khu phố và công an phường tha cho Thành một lần. Các trinh sát thu thập được thông tin quý giá, chiều mùng 3 Tết, họ có nhìn thấy một cô gái bán vé số đi ngang nhà Thành.
Sau đó, người dân thấy Thành chân khập khiễng đi ra ngoài đường. Ít nhất từ thông tin này, cảnh sát có cơ sở khẳng định lúc Tú đến khu vực này bán vé số, cô gái vẫn còn khỏe mạnh, bình thường. Lấy lời khai của anh trai Thành và bà lão chủ nhà, hai người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Riêng đối tượng Thành, ngay từ khi phát hiện ra vụ án đã không về nhà. Qua lời khai của những người trong nhà thì trước khi xảy ra vụ án, chân Thành vẫn bình thường, không có thương tích gì. Điều đó giúp các điều tra viên suy đoán, có thể trong lúc gây án Thành đã bị thương. Nếu tình huống này xảy ra thì nghi phạm phải tìm đến các trạm y tế hoặc bệnh viện để chữa trị. Kiểm tra hồ sơ lưu của một bệnh viện trong khu vực, cơ quan chức năng xác định ngày 31 tháng 1, Thành có đến khám chân với lý do bỏng nước sôi. Từ thông tin này, các điều tra phán đoán lúc thiêu cháy nạn nhân để phi tang, nghi phạm đã bị bỏng ở chân. Để có thêm chứng cứ vững chắc, trinh sát đến những nơi bán xăng gần hiện trường để điều tra, thì được biết vào chiều cùng ngày hôm đó, cậu trai này có đến mua 2 lít xăng. Đến thời điểm này, cảnh sát hoàn toàn có đủ cơ sở xác định Thành là hung thủ lấy mạng người, cướp tài sản. Ngay lập tức lực lượng công an triển khai chốt chặn mọi ngả đường ra vào tỉnh Tiền Giang. 22 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2006, công an phường 2 phát hiện và bắt giữ nghi phạm khi hắn trên đường đi ra cảng cá Mỹ Tho định tàu thoát. Trước những chứng cứ của cảnh sát đã thu thập được, đối tượng đành cúi đầu khai nhận. Vì không có tiền để tiêu xài trong dịp Tết, nhớ đến việc cô bán vé số thường đi bán hàng ngang nhà mình, trên người có đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 14 giờ ngày 31 tháng 1, đợi nạn nhân đi bán vé số ngang, gã liền gọi vào nhà để mua 2 tờ vé số, rồi kêu cô gái theo mình vào phòng lấy tiền. Khi nạn nhân đi ra, thì gã vác thanh gỗ đã chuẩn bị trước đó, vung vào đầu khiến nạn nhân quỵ tại chỗ. Rồi gã chẹn thiếu nữ bán vé số đến tắt thở. Hắn lấy hết tài sản gồm một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, 2,3 triệu đồng, một điện thoại di động và 25 tờ vé số. Để không bị phát hiện, gã thực hiện kế hoạch thiêu cháy nạn nhân phi tang, đi mua 2 lít xăng về tưới lên thi hài nạn nhân, châm lửa đốt. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, sợ bị cháy nhà, gã dùng chân dập lửa và đã bị bỏng. Thấy việc phi tang khó nhằn, hung thủ lôi thi hài nạn nhân đẩy vào gầm giường ngủ của mình, dùng chăn đậy lên và xóa các dấu vết trong phòng khách. Thành đánh liều tặc lưỡi mặc kệ, mặc cho thi hài nạn nhân nằm dưới gầm giường. Gã bỏ đi tắm rửa, ăn uống, đến bệnh viện khám vết thương, rồi mang số vàng cướp được đi bán để lấy tiền đi đánh bạc. Sau 2 tháng vụ án xảy ra, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa vụ án xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thành tử hình về 2 tội sát hại người và cướp tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.